Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng bằng thực tế trên chính những giao dịch của bản thân mình để gửi đến nhà đầu tư. Và hôm nay tôi xin được chia sẻ, ngoài những giá trị mà bản thân tôi chia sẻ cho nhà đầu tư thấy rõ, thì mọi nhà đầu tư có thể thấy rõ được một vấn đề, đó chính là nhà bản thân tôi chứng minh cho nhà đầu tư, thì nhà đầu tư có thể thấy rõ các tài khoản giao dịch của bản thân học viên của bên trung tâm đào tạo Forex. Đây là em Khang Thái, người đã theo học viên, là người học viên của bên trung tâm đào tạo Forex, người đã đồng hành trực tiếp với cả tôi trên thị trường trong suốt một thời gian dài, tương đương với khoảng hơn 2 năm qua trên thị trường. Đó, đây là tài khoản. Toàn bộ những giá trị giao dịch ở trên thị trường, không phải vấn đề là chúng ta ăn bao nhiêu bíp ở trên thị trường, mà cuối cùng chúng ta có kiếm được ra tiền và chúng ta có tạo được ra những giá trị lợi nhuận hay không ở trên chính những thị trường chúng ta tham gia vào. Đó mới là giá trị, đó mới là điều mà chúng ta cần phải nhìn nhận, cần phải đánh giá được. Không phải bản thân các bạn là những trader, bản thân các bạn là những nhà đầu tư khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này, bản thân các bạn chỉ nói rằng ăn ít bíp không phải là giá trị. Chỉ có những thằng ngu nó mới nói rằng ăn ít bíp không phải là giá trị, ít bíp hay nhiều bíp, vì cái vấn đề ở chỗ là bản thân các bạn có giao dịch được hay không, và bản thân các bạn quyết ở trong những giá trị đó bao nhiêu tiền để các bạn có thể đem được về. Đó mới là giá trị, đó mới là vấn đề ở trên thị trường giao dịch Forex này. Xin lỗi nhà đầu tư, nhà đầu tư cứ thử tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này, ai đã từng chứng minh cho các bạn thế nào là đánh scalp, thế nào là đánh swing, thế nào là đánh lướt và thế nào là đánh hẹt, thế nào là những vấn đề vào ra lệnh nhanh và xử lý ở trên thị trường giao dịch Forex. Ngoại trừ Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo forex.com ra, thì xin lỗi nhà đầu tư, mọi giá trị ở trên thị trường giao dịch Forex thì đều không có được sự chứng minh từ chính những người đứng ra chia sẻ, hoặc chủ của các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex, hoặc chủ của bất kỳ một kênh được gọi là nhà chia sẻ hay phân tích tín hiệu nào, có thể dám chứng minh bằng thực tiễn cho nhà đầu tư nhìn nhận và xem xét. Đó mới là vấn đề, đó mới là giá trị để cho bản thân các bạn cùng nhìn nhận, cùng đánh giá. Tôi mong muốn rằng chính bản thân nhà đầu tư nên hiểu rằng để tồn tại được ở trên thị trường thì bản thân các bạn phải hiểu được rõ về giá trị của phương pháp, về giá trị của kiến thức và những điều mà bản thân các bạn còn đang đi tìm hiểu ở trên thị trường. Thì tất cả phải là sự chứng minh, không phải là những bánh vẽ của những kẻ không chứng minh được mà chỉ nói mồm, dùng mõm ở trên thị trường giao dịch Forex này. Chúng luôn luôn nói với cả chúng ta là phải đánh theo trên, đu bám theo trên thế này hay thế khác. Còn đâu thì nhỉ, khi mà giao dịch vào thì nhỉ? Không ăn, không đánh theo trên giống như bọn chúng thì chúng nói rằng là sai. Không đặt SL thì chúng nó nói là không quản lý vốn. Xin lỗi nhà đầu tư, không biết đánh có nghĩa là bản thân chính nhà đầu tư đã không thể tồn tại được ở trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi mong muốn rằng chính bản thân nhà đầu tư nên nhìn nhận lại cả một quá trình của chính bản thân các bạn khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này, để cho chính bản thân các bạn hiểu và nhìn nhận và đánh giá cho thật rõ trước khi lao vào trong thị trường giao dịch Forex này. Rất nhiều những kẻ ngoài kia được gọi là á quân Forex thế giới, được gọi là role trader, được gọi là quản lý quỹ, hoặc là nhà những người giao dịch thành công hoặc thầy dạy Forex, đã có ai minh chứng bằng thực tế cho chính nhà đầu tư thấy rõ được những giá trị ở trên thị trường? Đã có ai cho nhà đầu tư thấy rõ những giá trị giao dịch liên tiếp ở trên thị trường của chính bản thân họ, ngoại trừ Trần Quốc Minh đang cho các bạn theo dõi, nhìn nhận và đánh giá được các giá trị thực tiễn này trên thị trường? Tôi chia sẻ và cho nhà đầu tư hiểu được rằng để tồn tại được là cả một quá trình mà chính bản thân các bạn là những trader, là những nhà đầu tư, bản thân các bạn phải là người đánh giá được vấn đề này. Rồi, tôi quay lại vấn đề ít bíp hay nhiều bíp ở trên thị trường giao dịch về Forex. Nhà đầu tư phải hiểu rằng ít bíp hay là gì nhỉ? Một vài bíp, hoặc là vào lệnh ngay, hoặc là gì nhỉ? Ăn theo trên, ăn theo sóng, giống như những kẻ ngoài kia đang phân tích, đang cho chúng ta thấy. Vậy thì nhà đầu tư đã bao giờ thấy những kẻ vẽ vời, phân tích đủ thứ kiểu ở trên thị trường giao dịch Forex này, chúng chứng minh bằng thực tế, bằng chính những giá trị chúng đưa ra là ăn bao nhiêu bíp, rồi ăn sóng này hay sóng kia, ăn cú hồi này hay cú hồi kia ở trên thị trường giao dịch Forex.
Forex này hay chưa? Xin lỗi nhà đầu tư, tất cả những giá trị chúng đưa cho chúng ta đều là những giá trị không có sự kiểm chứng và không có sự đánh giá ở trên thị trường. Vậy thì làm sao chúng ta có thể nhìn nhận? Vậy thì làm sao chúng ta có thể thấy rõ được những cái giá trị kiến thức đó là đúng? Vậy thì làm sao nhà đầu tư có thể đánh giá được người đó có năng lực thật sự ở trên thị trường giao dịch Forex hay không? Chúng nói rằng đánh scalp là gì nhỉ? Ăn vài ba bip không tạo được ra giá trị. Nhưng nhà đầu tư phải hiểu rằng trong một bip, nếu mà nhà đầu tư chọn được sàn đúng, chọn được sàn chuẩn, spread thấp mà gì nhỉ? Phí giao dịch thấp ở trên thị trường và vấn đề là không có giãn nở spread ở trên thị trường, thì xin lỗi nhà đầu tư, đó chính là giá trị để tạo được ra lợi nhuận cho chính bản thân các bạn khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này. Trong vòng 1 bip, nhà đầu tư quyết định chỉ có 0,01 lot, thì giá trị nhà đầu tư nhận lại chỉ có là 1 là cộng và 1 đô là lợi nhuận, 2 là mất đi 1 đô. Nhưng khi bản thân các bạn có khả năng các bạn quyết 1 lot, thì mỗi một giá trị trong vòng 0,01 thì đó, thì là mỗi một bip thì các bạn được 0,1 cent. Rồi, còn khi các bạn đánh một lot thì trong vòng một bip thì các bạn được là 10 đô ở trên thị trường. Vậy khi các bạn giao dịch 100 lot thì như thế nào? Hay là thì nhỉ? 50 lot thì sẽ như thế nào? Xin lỗi nhà đầu tư, tất cả những giá trị thành công giao dịch ở trên thị trường dựa vào khả năng, kỹ năng và diễn biến. Về vấn đề là gì nhỉ? Bản thân các bạn có năng lực thật sự hay không ở trên cái thị trường giao dịch Forex này? Chỉ có những thằng không giao dịch được thì mới đi nói rằng một vài bip ở trên thị trường không quan trọng. Người biết đánh, người có khả năng giao dịch thật sự ở trên thị trường giao dịch Forex, họ tích kiệm từng đồng một ở trên thị trường giao dịch Forex này. Họ căn kê từng bip một để họ vào lệnh, để họ làm sao cho những giá trị ban đầu là gì nhỉ? Điểm vào lệnh của họ chuẩn, có nghĩa là nhỉ? Điểm SL và điểm take profit của họ mới là chuẩn ở trên thị trường. Chỉ có những thằng không giao dịch được và chỉ có những thằng không có khả năng giao dịch mới sử dụng một giá trị, đó chính là sử dụng tài khoản lớn, vận dụng những khối lượng nhỏ, sau đó là gồng lỗ, chờ xanh lại hoặc bình quân giá lên thì sẽ cắt. Với những giá trị của những kẻ mà không biết được điểm vào lệnh, không hiểu được những giá trị của vấn đề phải luyện tập để tích kiệm từng bip một ở trên thị trường, tôi không cần bàn đến với những cái thứ rẻ tiền này ở trên thị trường. Nếu giao dịch được, nếu chứng minh được thì đó mới là thứ để tôi tin và đánh giá được rằng kẻ đó có thể có khả năng giao dịch được ở trên thị trường. Không phải vấn đề chúng ta nhìn vào những gì chúng phân tích, chúng đưa cho chúng ta, chúng nói rằng những giá trị này là gì nhỉ? Là tạo được ra giá trị, hoặc chúng bắn cho chúng ta tín hiệu và chúng nói rằng chúng giúp chúng ta vào bờ. Nhưng thực tế thì sao? Thực tế của những thằng như vậy ở trên thị trường về giao dịch Forex, ngay chính cả bản thân chúng còn không giao dịch, còn không có thể tồn tại được nổi, và bản thân chúng còn không dám chứng minh với những gì chúng đưa ra là bản thân chúng giao dịch, vận dụng, áp dụng vào trong thực tế, thì lấy giá trị gì ra nhà đầu tư lao vào để mà tin tưởng rằng những gì chúng đưa cho chúng ta, chúng phân tích, chúng đưa cho chúng ta chiến lược là đúng và có khả năng tạo được ra lợi nhuận trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi chia sẻ để cho nhà đầu tư hiểu rõ vấn đề. Tôi mong muốn rằng khi bản thân các bạn là những trader, bản thân các bạn là những nhà đầu tư, thì khi các bạn tham gia vào thì các bạn phải đánh giá cho thật kỹ, cho thật rõ trước khi quyết định bản thân mình. Trước khi bản thân các bạn quyết định bản thân các bạn lao vào trong thị trường này, thì các bạn phải hiểu rằng các bạn phải tìm hiểu cho thật kỹ, đánh giá cho thật đúng và nhìn nhận về mọi giá trị năng lực của bản thân các bạn ở trên thị trường giao dịch Forex này, trước khi mà các bạn nhìn thấy những giá trị lợi nhuận. Bởi vì chúng ta phải hiểu rằng để tồn tại được là cả một quá trình rất là dài, để cho bất kỳ một nhà đầu tư nào muốn giao dịch thành công, tạo được ra lợi nhuận ở trên thị trường đều phải vấp ngã và gì nhỉ? Điều chỉnh về mọi giá trị của chính bản thân người đó ở trên thị trường giao dịch Forex này. Rất nhiều kẻ ngoài kia nói với cả bản thân tôi rằng
Tôi ăn íp bíp ở trên thị trường giao dịch Forex này. Đó chỉ là những thằng ngu dốt ở trên thị trường giao dịch Forex này. Bởi đơn giản rằng những giá trị tôi truyền tải đến nhà đầu tư, trong đó có cả những lệnh tôi ăn đến cả hơn 2.000 bíp ở trên thị trường. Tất cả đều có minh chứng bằng thực tiễn. Ví dụ như lệnh này đến đây là ăn bao nhiêu bíp ở trên thị trường giao dịch Forex. Chỉ có những thằng ngu mới gì nhỉ, dám há mồm ra nói với cả tôi rằng ăn ít bíp ở trên thị trường. Xin lỗi nhà đầu tư. Đây, trong đợt vừa rồi, con vàng ở trên thị trường để giao dịch Forex, tôi ăn trên 2.000 bíp ở trên thị trường. Tôi cho mọi nhà đầu tư thấy rõ về những giá trị thực tiễn này ở trên thị trường giao dịch Forex. Và gì nhỉ? Simon and Joe both invest in stocks. Của tài khoản ăn 2.000 bíp này, tôi cũng có sâu tổng cộng là 10 lệnh. Và toàn bộ những lệnh này tôi có vừa phát song song ở trên Facebook và gì nhỉ? Trên kênh YouTube của bản thân mình để cho nhà đầu tư thấy rõ. Đây, lệnh ăn trên 2.000 bíp ở trên thị trường để nhà đầu tư nhìn nhận, đánh giá tài khoản live trên sàn IC. Và tôi vận dụng đánh swing ở trên thị trường là gì nhỉ? Một tài khoản rất là nhỏ và gì nhỉ? Tôi đánh với cả khối lượng để nhà đầu tư nhìn. Bản thân các bạn khi giao dịch, các bạn phải cần phải nhìn vào một vấn đề giá trị tài khoản và khối lượng vận dụng, áp dụng vào trong thực tế. Đó mới là điều nhà đầu tư cần phải hiểu rõ. Xin lỗi nhà đầu tư, tôi tham gia lần mò vào rất nhiều nơi ở trên thị trường giao dịch Forex này. Nhưng có một thứ tôi nhìn nhận, tôi đánh giá rằng rất nhiều nhà đầu tư đã bị những kẻ không giao dịch được và những thằng thầy bị bợm và những kẻ lừa đảo trên thị trường giao dịch Forex này. Nó thuốc cho đến bản thân chính họ còn chưa kịp hiểu thế nào là đánh lướt, thế nào là đánh swing, thế nào là đánh scalp và các khối lượng vận dụng điều tiết còn chưa kịp hiểu mà đã vội lao vào trong thị trường giao dịch Forex. Thì những người nhà đầu tư đó chỉ là những con bạc ở trên thị trường giao dịch Forex mà thôi. Đó, lệnh ăn trên 2.000 bíp ở trên thị trường nhé. Tôi gửi đến các bạn để các bạn xem. Và đây tôi quay lại. Và lệnh đây ở trên thị trường giao dịch về Forex, tôi vừa đánh xuống đến đây là bao nhiêu. Nhưng do tôi đang quay live stream để cho các bạn xem và đã ăn bao nhiêu bíp ở trên thị trường. Xin lỗi nhà đầu tư, khi các bạn vận dụng khối lượng nhỏ, các bạn ăn ví dụ như là các bạn đánh 0.01 hoặc 0.05, các bạn ăn 1.000 bíp thì mới được bao nhiêu, 0.05, 1.000 bíp thì mới được là 500 đô. Còn người ta đánh mẹ 10 lót bao nhiêu bíp đã được 500 đô hay là bao nhiêu bíp thì được 1.000 đô. Các bạn thử nhìn nhận và đánh giá lại về những điều đó khi các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Bản thân các bạn đừng có nhìn vào vấn đề là nhỉ, có SL hay không, hay là gì nhỉ, bản thân các bạn nhìn vào họ đánh khối lượng như thế nào trên thị trường thì nói là nhỉ, đánh không đúng hoặc thế này thế nọ trên thị trường. Còn gì nhỉ, giao dịch mà cứ kêu là nhỉ, đánh theo trên này hay trên nọ, thì vừa rồi tôi cho các bạn thấy rõ tài khoản tôi sell ở tại 2071 ở ngay trên đỉnh của giá trị là nhỉ, đỉnh vàng vừa qua. Và tôi sell ngay trên đỉnh. Và những cú hồi ở trên thị trường tôi có buy lên với những lệnh lớn hơn, các bạn có thể tua lại nhìn. Vậy thì tại sao tôi có thể giao dịch, vận dụng và điều tiết được các khối lượng? Tôi có thể biết được những cái điểm vào ra ở trên thị trường để có thể cho nhà đầu tư thấy được rõ những giá trị thực tế này. Nhà đầu tư nên nhìn nhận lại trước khi các bạn lao vào trong thị trường giao dịch Forex này. Không phải là các bạn đu bán theo trên. Và tôi nói hẳn với cả các bạn, tôi đéo bao giờ tin những thằng được gọi là nhà giao dịch đu bám theo trên rồi vẽ thế này hay thế nọ, đưa ra bìa phân tích thế này hay thế nọ ở trên thị trường rồi nói cả tôi rằng ăn bao nhiêu bíp hoặc là gì nhỉ, ăn bao nhiêu tiền ở trên thị trường. Nhưng khi hỏi chỉ đưa hình chụp trên điện thoại, đéo chứng minh được rằng bản thân chúng vận dụng, áp dụng vào trong thị trường thực tế để cho tôi thấy, thì làm sao tôi có thể tin về điều đó. Để giao dịch bằng mồm, để đánh giá bằng mõm, để nói về thành công chỉ bằng lời nói. Xin lỗi nhà đầu tư, quá nhiều những giá trị này để lừa đảo nhà đầu tư. Tôi không bao giờ làm những điều này. Tất cả những giá trị tôi đưa lên, truyền tải đều là những giá trị phải chứng minh bằng thực tế cho nhà đầu tư thấy rõ được những kiến thức, những giá trị giao dịch thực tiễn trên thị trường trong suốt thời gian nhiều năm tháng qua của cả quá trình phát triển của bên trung tâm đào tạo Forex, để nhà đầu tư có thể đánh giá và tìm hiểu cũng như theo dõi trực tiếp trên thị trường. Và tôi quay lại vấn đề, tôi chỉ khuyên nhà đầu tư hãy tiết kiệm từng bíp một ở trên thị trường và
bản thân các bạn phải biết được vấn đề là không phải là nhiều bip ở trên thị trường mới cho bản thân các bạn giá trị, mà các bạn có khả năng, có năng lực hay không. Và mỗi phương pháp thì chúng ta sẽ có những cách vận dụng khác nhau với những khối lượng, với những số bip chúng ta tính toán ở trên thị trường. Xin lỗi nhà đầu tư, không biết đánh thì có đặt SL rời đi chăng nữa thì cuối cùng cũng bị thị trường quét. Rồi nhìn vào đó thì nói rằng sàn quét hoặc thị trường có mắt. Xin lỗi nhà đầu tư, sao không tự nhìn lại bản thân chính các bạn xem là bản thân các bạn không có năng lực, hay là các bạn đang đổ lỗi cho một giá trị khác. Và các bạn đã nhìn lại xem rằng cái thứ kiến thức của các bạn vận dụng vào trong thực tế đã được chứng minh hay chỉ là những giá trị kiến thức nói mồm, dùng mõm mà thôi. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư. Xin chúc tất cả các bạn giao dịch thành công.